Thị trấn Lăng Chánh là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Lăng Chánh, được thành lập tại quyết định số 185 ngày 13 tháng 4 năm 1991 của Chính phủ. Đến tháng 12 năm 2019, địa giới hành chính thị trấn được mở rộng với việc sáp nhập hoàn toàn xã Quang Hiến vào thị trấn nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tạo lực quan trọng cho việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị thị trấn. Cùng với quá trình đô thị hóa, hạ tầng giao thông, đô thị của thị trấn Lăng Chánh được đầu tư mở rộng, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lăng Chánh chưa được đặt tên và vẫn gọi tên đường theo thói quen, theo các mặt bằng quy hoạch mà chưa được đặt tên một cách khoa học, dẫn đến khó khăn trong việc kê khai hành chính, giao dịch, tìm kiếm địa chỉ của người thân. Thực hiện quy định của pháp luật về việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng, Ủy ban Nhân dân huyện Lăng Chánh đã xây dựng đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lăng Chánh với 18 tuyến đường chính, trình các cấp có thẩm quyền. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 277 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lăng Chánh. Nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho việc giao dịch, giao lưu, tạo điều kiện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo điều kiện cho việc quản lý hành chính, quản lý hạ tầng kỹ thuật đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của một đô thị ngày càng văn minh hiện đại, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào của nhân dân về những danh nhân, anh hùng, các địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu. Tuyến đường Mường Chính là tuyến đường dọc quốc lộ 15A hướng Đông Tây, gồm Làng Tiểu, khu phố Chí Linh và khu phố Nguyễn Trãi. Điểm đầu tiếp giáp với ranh giới giữa huyện Lăng Chánh và Ngọc Lặc, km số 98+700. Điểm cuối tiếp giáp với Làng Cui, xã Đồng Lương, km số 92+500, có tổng chiều dài 6.200m, được đặt tên là đường Mường Chính. Đây là địa danh gắn với lịch sử chiến đấu chống giặc ngoại xâm của đồng bào các dân tộc huyện Lăng Chánh. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Thông Sử, sách Lam Sơn Thực Lục, sách Khởi Nghĩa Lam Sơn, Mường Chính là một trong những trận đánh lớn nhất trong cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn diễn ra năm 1419 trên đất Lăng Chánh. Trên các quả đồi Pu Chánh, Pu Giới, Pu Cút của Mường Chính, vua Lê và nghĩa quân Lam Sơn đã mai phục sẵn để diệt giặc. Trận này nghĩa quân thắng lớn. Để ghi dấu mốc lịch sử quan trọng này, tuyến đường dọc quốc lộ 15A hướng Đông Tây gồm Làng Tiểu, khu phố Chí Linh, khu phố Nguyễn Trãi được đặt tên là đường Mường Chính. Tuyến đường 15 tháng 2 là tuyến đường nội thị tỉnh lộ 530, gồm khu phố Nguyễn Trãi, khu phố Lê Lợi, điểm đầu tiếp giáp với quốc lộ 15A Làng Cui, xã Đồng Lương, km số 00, điểm cuối tiếp giáp với ngã tư tỉnh lộ 530, đường Châu Lang, khu phố Lê Lợi, km 1+170, có tổng chiều dài 1.170m, được đặt tên là đường 15 tháng 2. Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lăng Chánh, cuốn Dư địa chí huyện Lăng Chánh, ngày 15 tháng 2 năm 1949 là ngày chi bộ Cộng sản đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Lăng Chánh ra đời. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc huyện Lăng Chánh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ và nhân dân huyện Lăng Chánh đã vượt qua hy sinh gian khổ, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang.